Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và rạng sáng nay đã ra các trận đấu trong khổ vòng 27 giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2021-2022. Trận cầu nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ là màn so tài của Manchester United với Watford trên sân vận động Old Trafford. Ở trận đấu này, Manchester United có lợi thế sân nhà và được đánh giá cao đối thủ. Tuy nhiên, trong ngày mà Ronaldo và các tiền đạo phung phí cơ hội, Manchester United đã bị Watford cầm hòa không bàn thắng ngay tại thánh địa của mình. Trận hòa này vẫn giúp Manchester United đứng vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 47 điểm, hơn Arsenal đội đứng sau 2 điểm, nhưng đội bóng này lại đá hơn pháo thủ tới 3 trận. Do đó, nguy cơ Quỷ Đỏ bị bật khỏi top 4 là khá cao. Một đại diện khác của thành Manchester là Manchester City ở chuyến làm khách trước Everton đã gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù kiểm soát bóng vượt trội và liên tục bắn phá khung thành của đối phương, nhưng trong ngày mà thủ thành Pickford chơi lên đồng, nhà đương kim vô địch đã bế tắc. Phải nhờ tới sự tỏa sáng của Phil Foden ở phút thứ 82 của trận đấu, Manchester City mới có chiến thắng 1-0 để nới rộng khoảng cách với Liverpool lên thành 6 điểm, nhưng đá nhiều hơn lưới ẩn đỏ một trận. Kết quả một số trận đấu khác như sau: Leeds United thất bại 0-4 trước Tottenham, Brentford thua 0-2 trước Newcastle United, Crystal Palace bất ngờ để Burnley cầm hòa với tỷ số 1 đều, Brighton thua 0-2 trước Aston Villa. Trong số những đội bóng này thì Newcastle United đã có bước tiến khá lớn, chiếc chòe đã leo lên vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng. Cập nhật bảng xếp hạng của giải Ngoại hạng Anh tính sáng ngày 27 tháng 2 như sau: Manchester City dẫn đầu với 66 điểm, Liverpool đứng thứ 2 với 60 điểm, Chelsea xếp thứ 3 với 50 điểm, Manchester United đứng thứ 4 với 47 điểm, Arsenal đứng thứ 5 với 45 điểm, West Ham đứng thứ 6 với 42 điểm, Tottenham đứng thứ 7 với 42 điểm, Wolves đứng thứ 8 với 40 điểm, Southampton đứng thứ 9 với 35 điểm, Brighton đứng thứ 10 với 33 điểm, Crystal Palace đứng thứ 11 với 30 điểm, Aston Villa đứng thứ 12 với 30 điểm, Leicester City xếp thứ 13 với 27 điểm, Newcastle đứng thứ 14 với 25 điểm, Brentford đứng thứ 15 với 24 điểm, Leeds United đứng thứ 16 với 23 điểm, Everton đứng thứ 17 với 22 điểm. Ba vị trí cùng thuộc về Burnley, Watford và Norwich City. Theo lịch thi đấu của giải Ngoại hạng Anh thì hôm nay sẽ ra trận đấu muộn của vòng 27, đó là cuộc so tài của West Ham với Wolves vào lúc 21 giờ. Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên kênh K Cộng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về những tin tức của ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu, kết quả bóng đá, bảng xếp hạng bóng đá và tin tức bóng đá mới nhất được cập nhật liên tục hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.